Một cặp lông mày không cân đối chắc chắn sẽ là nỗi lo của rất nhiều bạn gái. Bên phải là lông mày thấp, bên trái là lông mày cao hơn. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ có cách để cặp lông mày chúng ta cân đối ngay lập tức nhé. Rồi, đặt cái thước vào đây. Các bạn sẽ gạch điểm đầu và điểm đuôi của lông mày. Hai bên phải được đối xứng với nhau. Hai bên. Rồi, và xác định điểm đuôi. Sau đấy chúng mình sẽ chia ra 3 phần đều nhau. Gảy từng sợi mảnh, mỗi sợi cách nhau 1 ly cho đến 1 ly rưỡi. Khi mà gặp lông mày nhiều sợi thì chúng ta sẽ thưa hơn. Khi chúng ta đã gảy sợi lên hết 1/3 dáng lông mày thì chúng ta sẽ đổi chiều, gảy sợi đi xuống. Và tiếp tục đi lên, nhưng phần này thì các bạn hãy đổi bằng chì màu đen bởi vì phần này không có sợi lông mày. Những điểm không có sợi lông mày chúng ta tiếp tục đan thêm những sợi màu đen vào giữa. Chúng ta quay trở lại phần đầu. Thì cái phần đầu này đang rất là thiếu sợi lông mày. Chúng ta lại tiếp tục gảy tiếp, điểm thêm những sợi màu đen vào những vùng bị thiếu. Sau đó chúng mình sẽ sử dụng kem che khuyết điểm để xóa đi những phần mà chúng ta đã chấm chia dáng lông mày của bước đầu tiên. Lông mày mà bên lông mày bị thấp thì luôn luôn sợi lông mày sẽ bị dư ở bên dưới dáng lông mày. Vậy thì chúng mình sẽ sử dụng keo. Các bạn hãy sử dụng keo và dùng một cái cây cọ xoắn như thế này. Đó. Và chúng ta sẽ chuốt dáng lông mày lên theo như ý muốn của chúng ta. Và khi chúng ta đã khắc phục được dáng lông mày của bên thấp cân đối rồi thì bên còn lại chúng ta sẽ làm rất đơn giản theo đúng dáng lông mày của khách. Chỉ điểm thêm những cái sợi còn thiếu vào những vùng ít sợi lông mày nào thôi. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành một dáng lông mày rất là cân đối.